Ngày 29 tháng 5, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng, tiềm năng, định hướng phát triển du lịch, nguồn tài nguyên du lịch và các dịch vụ đón tiếp khách du lịch vùng Đông Bắc tỉnh Lào Cai. Chủ trì hội thảo, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Simacai, Hiệp hội Du lịch. Tới tham dự có đại diện 18 cơ quan báo chí, truyền thông, hơn 40 đơn vị lữ hành du lịch. Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Lào Cai đã thực hiện phương châm biến di sản thành tài sản bằng cách bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, di tích danh thắng gắn với phát triển du lịch, định vị thương hiệu du lịch dựa trên nền tảng khai thác văn hóa bản địa, di sản của cộng đồng. Hàng năm thì tỉnh Lào Cai cũng duy trì cái hội chợ quốc tế với Trung Quốc và các cái hoạt động như kết nối với Thái Lan, với Lào, với các nước ASEAN thì cũng đang được tỉnh Lào Cai rất là quan tâm. Đấy, và cũng đã có những cái đầu tư nguồn lực thích đáng để cho việc thực hiện các cái mục tiêu cho truyền thông để làm sao lan tỏa được những cái giá trị văn hóa về tài nguyên, thiên nhiên không những ở trong nước và quốc tế. Bộ Chính trị đã ra nghị quyết số 08 NQTVK về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai nghị quyết, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương, cùng với việc đẩy mạnh công tác, đào tạo nhân lực cho ngành du lịch, trong 5 năm qua, thì hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm luôn được chú trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu, phát triển đột phá về du lịch, trong giai đoạn tới, với mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách năm, Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai gắn với phát triển du lịch bền vững. Trong nỗ lực này, tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Lào Cai là tỉnh đa dân tộc, giàu bản sắc văn hóa với 25 nhóm ngành dân tộc cùng sinh sống tạo nên một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Hiện toàn tỉnh có 39 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 54 di tích danh thắng cấp quốc gia và cấp tỉnh, 2 bảo vật quốc gia. Sự đa dạng văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Bảo Yên thì hiện nay cũng đang có quan tâm trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thì phát triển là du lịch tâm linh và du lịch lạc bản, du lịch cộng đồng. Thì đây là phát huy hai thế mạnh của địa phương và có xu hướng hy vọng là có thể là phát triển được du lịch. Thế còn nếu như những thế mạnh khác thì các huyện khác có nhiều. Thì bước đầu du lịch tâm linh thì đối với tỉnh Bắc Hà thì chúng tôi chưa về cũng chỉ có thì đang thực hiện trùng tu tôn tạo và tiếp tục phát triển mở rộng. Và hiện nay giai đoạn 1 đang hoàn thành và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để trùng tu tôn tạo các khu vực cảnh quan mở rộng tỉnh Bắc Hà. Thì cái nội dung này thì việc tuyên truyền quảng bá thì chúng tôi đang bước đầu để đạt kết quả rất là tốt, tạo được nguồn thu cho địa phương và có thể là có nguồn kinh phí để trùng tu tôn tạo và phát triển du lịch ở khu vực khác. Trước đó, từ ngày 26 đến 28 tháng 5, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch đã tham gia khảo sát thực trạng, tiềm năng nguồn tài nguyên du lịch và các dịch vụ, đón tiếp khách du lịch tại các điểm đền Bảo Hà, xã Nghĩa Đô, các xã Bản Liền, Bảo Nhai, Tả Văn Chư, chợ văn hóa Bắc Hà. Các doanh nghiệp đã có những đóng góp xây dựng với địa phương rất cụ thể, thực tế, như cần phải tạo cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp với từng địa phương, người dân cần được đào tạo văn hóa du lịch, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại. Đào tạo du lịch đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp 4.0. Tôi tin tưởng rằng cái vùng cái tuyến điểm này là một cái tuyến điểm cực kỳ độc đáo, kể cả khách quốc tế và khách nội địa. Và cái quan trọng nhất là phải để cho người dân ở đây, cho những cái người ở tỉnh Lào Cai của cái tuyến điểm này nhận ra được cái giá trị bản sắc của mình, là họ đang sở hữu một cái tài nguyên vô giá không nơi nào có được. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, góp ý liên quan tới việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, đặc trưng của từng địa phương. Đại diện Sở Du lịch tỉnh và các địa phương ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp. Sở sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để có phương án xây dựng và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển xanh, bền vững.